Tiếp theo mời quý vị khán giả cùng theo dõi những tin tức thời sự được đăng tải trên các báo số ra hôm nay. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Campuchia, ngày 23 tháng 4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo 10 tỉnh thành có đường biên giáp với Campuchia để chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Đây là thông tin trên báo Thanh niên tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị các tỉnh biên giới giáp campuchia cần quản lý chặt tuyến biên giới xử lý nghiêm tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép và tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép đồng thời phó thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh không được thu phí cách ly và xét nghiệm đối với các công dân nhập cảnh bằng đường bộ và đường biển trở về việt nam bởi phần lớn họ đều có hoàn cảnh rất khó khăn việc này giúp cho người dân trở về hợp tác tránh trường hợp trốn cách ly lây lan mầm bệnh cho cộng đồng Thưa quý vị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã bắt đúng bệnh, kê đúng thuốc cho căn bệnh của những công bộc họ hứa đã và đang tồn tại, gây cản trở công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng trong thời kỳ đất nước đổi mới, hội nhập, thời cơ vận hội và khó khăn, thách thức đan xen Nằm trong loạt bài Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, chẩn bệnh, kê đơn cho công bộc họ hứa, báo Quân đội Nhân dân hôm nay đăng tải bài 3, nâng cao, hiệu quả kiểm tra, giám sát và trách nhiệm nêu gương. Quan điểm tiến bộ chủ trương nhất quán của Đảng đã từng bước được cụ thể hóa bằng quyết tâm chương trình hành động của chính phủ và các cấp các ngành kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực trong đó có kiểm tra giám sát kiểm soát lời hứa cam kết của cán bộ đảng viên các cấp trước đảng trước nhân dân là đòi hỏi mang tính bắt buộc bất cứ ai trong hệ thống chính trị là công bộc của dân đều phải có trách nhiệm bổn phận nhiệt tâm thi hành Dự án Hồ La Ngà 3 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt từ năm 2006 với tổng vốn đầu tư là gần 10.000 tỷ đồng, dự kiến bảo đảm nước tưới cho gần 100.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước sinh hoạt và công nghiệp cho Bình Thuận và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, 15 năm qua, dự án này vẫn chỉ nằm trên giấy vì trồng lấn với dự án thủy điện La Ngâu do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp phép đầu tư sau đó. Theo bài viết trên báo Tuổi Trẻ, tại cuộc làm việc giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận với Ban Quản lý Thủy lợi 7 mới đây, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận cho rằng mọi tính toán xây hồ sẽ bắt đầu nếu không giải quyết được trồng lấn với Thủy điện La Ngâu. Cũng theo sở này, nhiều năm trước tỉnh đã phối hợp với các bộ ngành trung ương đàm phán thỏa thuận bồi thường cho Thủy điện La Ngâu. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn chưa phối hợp và chia sẻ lợi ích kinh tế xã hội trong việc xây dựng hồ La Ngà 3. ST25 là gạo thơm ngon nước tiếng của Việt Nam sản phẩm do kỹ sư Hồ Quang Cua và các cộng sự lai tạo vào năm 2019 được công nhận là gạo ngon nhất thế giới. Tiếng thơm vừa được vang xa, gạo ST25 đã phải đứng trước nguy cơ bị đánh cắp thương hiệu khi hiện có đến 5 doanh nghiệp tại Mỹ nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương mại gạo ST25. Theo tác giả bài viết trên báo Tiền Phong, khi sự kiện thương hiệu ST25 xảy ra, người ta nhận thấy có nguy cơ bị đánh cắp thương hiệu luôn thường trực không chỉ có vậy, nếu tình trạng bị đánh cắp thương hiệu vẫn tiếp diễn, sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị ngăn chặn ngay tại cửa khẩu biên giới các nước, thậm chí là bị kiện do xâm phạm độc quyền nhãn hiệu. Về lâu dài, niềm tin của khách hàng sẽ bị suy giảm nghiêm trọng do không thể phân biệt được đâu là giả, đâu là thực. Một lợi thế cạnh tranh của Việt Nam cũng vì thế bị ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc mất đi. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, việc tranh chấp có yếu tố thương mại giữa hai đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tại khu nhà đất phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã khiến cho hàng nghìn học sinh phải đi học nhờ. Trung quanh vấn đề này, báo Nhân dân đăng tải bài viết Sớm giải quyết tranh chấp giữa công ty TDS và trường Newton. Ngày 30 tháng 11 năm 2020, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành phán quyết tại phiên tòa phúc thẩm, nhưng cho đến nay bản án vẫn chưa thể thực hiện vì nhiều lý do. Vụ việc tranh chấp giữa hai tổ chức liên quan đến giáo dục nêu trên đã kéo dài hơn 2 năm và đến nay vẫn chưa kết thúc, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý dạy và học của giáo viên và học sinh, mong rằng bản án phải sớm được thực thi để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. Thông tin trên báo Lao động, công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án lừa đảo hàng chục nghìn cộng tác viên bán hàng online trên phạm vi toàn quốc. Chỉ tính riêng trong 6 tháng cuối năm 2020, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. 3 tháng đầu năm 2021 đã lừa hơn 3.000 bị hại. Để các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng lừa đảo dùng Facebook ảo, sim giác, đóng giả làm người mua hàng và đặt hàng. Sau đó, cộng tác viên sẽ chuyển tiền đặt mua hàng từ công ty để giao cho khách. Thế nhưng sau đó khách hàng bỗng mất tích, không nhận được hàng thì cộng tác viên không thể trả lại hàng nữa vì địa chỉ nhà phân phối là giả và hàng hóa là hàng kém chất lượng, không thể sử dụng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 39 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản.